Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. So với thời điểm trước đây, Hoàng Thùy gần như khác hoàn toàn, đặc biệt là vòng 1. Sau hờ hen nghỉ hệ, Hoàng Thùy nhận được nhiều kỳ vọng trước hành trình tại Miss Universe 2019. Từ một cô gái quê thuần chất, không am hiểu chút nào về cắt tóc và thời trang, thậm chí đứng không vững trên đôi giày cao gót, theo thời gian sắc vóc của Hoàng Thùy cũng được cải thiện rõ rệt. Tăng cân khoa học bằng chế độ ăn uống hợp lý, tập gym, yoga, cân nặng và đường cong của Hoàng Thùy thay đổi rất nhiều so với quá khứ, gợi cảm hơn gấp bội. So với thời điểm trước đây, Hoàng Thùy gần như khác hoàn toàn. Đặc biệt trong lần lộ diện mới đây nhất, mỹ nhân này chọn chiếc váy chế mải, lộ vòng một căng tròn. Điều này khiến Hoàng Thùy bị đồn đoán đã can thiệp dao kéo trước ngày lên đường đi thi quốc tế. Khi được hỏi về nghi vấn đã can thiệp dao kéo vòng một, Hoàng Thùy muốn để công chúng tò mò thay vì trả lời trực tiếp. Thời điểm hiện tại, mỹ nhân này dồn toàn bộ sức lực cho hành trình tại đấu trường quốc tế. Cô thoải mái chọn những bộ cánh khoe trọn vòng một căng tròn của mình. Phớt lờ chuyện dao kéo, Hoàng Thùy gần đây chuộng mốt khoe vòng một căng tròn. Mỹ nhân này đã lột sắc rất nhiều so với trước đây. Mỹ nhân Việt chịu khó khoe những đường cong nóng bỏng trên cơ thể. Trước đó, Hoàng Thùy lộ vòng một căng tròn, bị nghi đã can thiệp thẩm mỹ. Hình ảnh này của cô cũng nhận nhiều ý kiến, bình luận. So với trước đây, Hoàng Thùy đã hoàn toàn lột sắc từ ngoại hình đến thần thái. So với thời điểm trước đây, Hoàng Thùy gần như khác hoàn toàn, đặc biệt là vòng một. Sau hờ hen nghỉ hệ, Hoàng Thùy nhận được nhiều kỳ vọng trước hành trình tại Miss Universe 2019. Từ một cô gái quê thuần chất, không am hiểu chút nào về cắt tóc và thời trang, thậm chí đứng không vững trên đôi giày cao gót, theo thời gian sắc vóc của Hoàng Thùy cũng được cải thiện rõ rệt. Tăng cân khoa học bằng chế độ ăn uống hợp lý, tập gym, yoga, cân nặng và đường cong của Hoàng Thùy thay đổi rất nhiều so với quá khứ, gợi cảm hơn gấp bội. So với thời điểm trước đây, Hoàng Thùy gần như khác hoàn toàn. Đặc biệt trong lần lộ diện mới đây nhất, mỹ nhân này chọn chiếc váy chế mải, lộ vòng một căng tròn. Điều này khiến Hoàng Thùy bị đồn đoán đã can thiệp dao kéo trước ngày lên đường đi thi quốc tế. Khi được hỏi về nghi vấn đã can thiệp dao kéo vòng một, Hoàng Thùy muốn để công chúng tò mò thay vì trả lời trực tiếp. Thời điểm hiện tại, mỹ nhân này dồn toàn bộ sức lực cho hành trình tại đấu trường quốc tế. Cô thoải mái chọn những bộ cánh khoe trọn vòng một căng tròn của mình. Phớt lờ chuyện dao kéo, Hoàng Thùy gần đây chuộng mốt khoe vòng một căng tròn. Mỹ nhân này đã lột sắc rất nhiều so với trước đây. Mỹ nhân Việt chịu khó khoe những đường cong nóng bỏng trên cơ thể. Trước đó, Hoàng Thùy lộ vòng một căng tròn, bị nghi đã can thiệp thẩm mỹ. Hình ảnh này của cô cũng nhận nhiều ý kiến, bình luận. So với trước đây, Hoàng Thùy đã hoàn toàn lột sắc từ ngoại hình đến thần thái. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.